Em Thắng xin chào toàn thể anh chị em trên kênh. Hôm nay trại em Thắng nạn nhân sống cho anh chị em một đàn chó ăn cả EU. Đàn này thì gồm có một đực hai cái. Nói chung là EU này thì khá lắm rồi. Các bạn nắm mắt vậy, thành ra thu vào mic là cũng hơi bị rè. Đây, phải giúp chơi chai cho các bạn ý, cắn xé các bạn ý đỡ sủa. Sủa ở đây thành ra thu vào mic, anh chị em nghe không rõ. Đối với bầy chó trên thì là trại em đã tiêm 2 mũi và cũng đã tẩy giun lần 3 cho các bạn ý. Hiện tại các cháu thì sẽ rơi vào mức cân là 7 kg cho đến 7 kg rưỡi ạ. Đàn chó thì màu truyền thống luôn, đỏ vàng đen, mặt ngực thì bạn nào cũng đen, chân thì có bạn hơi chất phớt, có bạn thì chân đen. Đó, đàn này thì thích hợp cho anh chị em là nuôi trong nhà và nuôi huấn luyện. Size của EU sẽ nhỏ hơn size của Mexico, nhưng mà EU thì khá năng động và khá lắm mồm. Nhiều khi anh chị em ở trong trong phố hoặc là đông dân cư thì là nuôi loại này là cũng hơi lắm mồm, cho nên là anh chị em cũng cân nhắc. Đấy. Nhìn tranh giành nhau với trai rất đáng yêu. Giờ bỏ cái chai ra là khả năng lại loạn. Tôi nhả ra. Đây để cho ta, để gõ này cho các bạn ý nhổm lên cho anh chị em nhìn. Đấy, nói chung là bầy này thì lên tai hết rồi. Đấy, những con giống nói chung là khá năng động, khá lắm mồm. Đấy. Giống nhau y đúc. Đàn này có nguồn gốc là bố nhập xét mà đàn này mang phả xét. Đối với phả xét thì nông sẽ đỏ hơn phả Pháp, và chuẩn bị trại cũng có một đàn phả Pháp xuất cho anh em. Xét thì là sẽ nhỏ hơn Pháp. Đấy, nhưng mà xét nông sẽ đỏ hơn. Đấy, nói chung là đàn này thì bố là nhập xét Hakim. Đấy, rất là mồm. Pháp thì là thiên về màu vàng đen, còn xét thì là thiên về màu đỏ nhiều hơn. Đấy, anh chị em nào mà thích chơi dòng đỏ đen thì lựa luôn. Đây là một bạn cái, bạn cái này thì nông khá đỏ, có hai bạn cái nông đều đỏ. Bạn cái này nếu mà nói về đỏ là đỏ nhất, đuôi thì chấm đen. Dòng này thì nói chung là cứ mặt đen và đuôi đen là truyền thống, rất bướng. Thích ôm. Đấy, ở trong ý thì rất là mồm, nhưng mà ôm ra ngoài thì lại rất thích. Để em ôm tiếp đeo bạn cái số 1 để cho tiện theo dõi ấy. Xuống. À, và đây là bạn cái số 2. Bạn ấy rất thích ôm luôn. Chó này lâm chó đó. Thích gãi đó, cái loại này mình cứ ôm lách này gãi là. Đây là bạn cái số 2 đó. Nhặn nghịch cho bạn đây. Và tiếp theo đây là một bạn đực. Đấy, nông khá sát luôn. Đi mình sơ thử đi xem ạ. Anh dạo ui. Đấy, nằng nhằng là bị ăn cắn ngay. Hoặc nghe một phát vật tay nhưng mà anh chưa xả ra, không bị xả ra. Bấm, loại này nghịch lắm. Đấy,
Đối với con giống mà bên em xuất ra thì là ít nhất là phải tiêm 2 mũi vaccine và tẩy giun định kỳ cho anh chị em. Đấy. Thì về thì anh chị em có thể là sẽ tiêm thêm mũi 3 để cho an toàn. Đấy. Hoặc là đối với những con giống mà bên em xuất ra thì là bên em sẽ gửi toàn quốc nhé. Ship toàn quốc cho anh chị em đều được. Đó, cho nên là cái vấn đề là anh chị em cứ không phải hỏi là có ship được không đâu. Mà bên em ship toàn quốc. Bình thường nước ngoài những cái thứ bên em còn gửi sang. Đấy, có cái là gửi gửi chó thì là bên em sẽ gửi xe khách hoặc gửi tàu. Thì là anh chị em sẽ ra, một là ra bến xe, hai là ra đường quốc lộ trục đường chính mà xe khách người ta đi qua. Nếu mà gửi tàu thì anh chị em có thể là sẽ ra ga nhận ở ga. Đấy. Còn đối với con giống bên em xuất ra thì sẽ bảo hành cho anh chị em là không một tật nổi, bảo hành cho anh chị em là nhận chó khỏe mạnh, anh chị em nhận chó đi rồi kiểm tra chứ các kiểu nhé. Đấy. Và bảo hành thêm cho anh chị em là 1 tuần về bệnh ca đe và bệnh ba vô. Đấy, trong trường hợp xấu mà có xảy ra thì là trại xin phép là được gửi lại con giống cho anh chị em, và trại gửi lại con giống trại sẽ miễn phí chưa chi phí ship toàn bộ và vẫn bảo hành cho anh chị em như lúc ban đầu anh chị em mua, hoặc là trại sẽ gửi lại tiền cho anh chị em. Đấy. Đối với anh chị em nào mà ở gần thì qua em, còn đối với anh chị em mà ở xa mà không qua được ấy, thì đương nhiên là vui lòng sẽ cọc giúp bọn em một ít tiền xe, tránh cái trường hợp là chó vào đến nơi các anh bom hàng và không ra nhận chó, thành ra là cước xe là bên em phải chịu 2 đầu. Đấy. Còn nói chung là anh chị em tin tưởng thì mới tìm đến con giống của em, đúng không? Còn anh chị em mà không tin tưởng trại thì không tìm đến, và anh chị em đã tin tưởng rồi thì vui lòng cọc giúp cho bọn em. Còn anh chị em cứ sợ một vài trăm lừa bịp hay là một vài triệu lừa bịp thì cái đó lại không bao giờ có. Bản thân là trại làm ăn là làm ăn lâu năm chứ không phải là làm ăn nay làm mai nghỉ. Anh chị em có thể qua Zalo của em xem những giao dịch khách hàng người ta chuyển tiền cho bên em, nhiều anh chị còn chưa nhận chó còn chuyển hết tiền cho bên em. Đấy. Đang nói giờ có chuyển đến. Thực ra số tiền thì cũng không phải là quá nhiều, thì giao dịch thì cũng chỉ vài tuần và tầm 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu khách hàng người ta vẫn chuyển tiền cho bên em. Đấy. Cho nên là cái vấn đề anh chị em chuyển cọc cho bên em là cứ yên tâm nhé. Chuyển cọc thì là chó của anh chị em, và không bao giờ chạy treo đầu dê bán thịt chó, không bao giờ có chế độ là chụp ảnh con này gửi con này rồi lại bán con khác. Cái đó là không có, cho nên là anh chị em cứ yên tâm. Đấy. Vâng, để em cầm điện thoại quay rõ vào đây cho anh chị em cùng xem. Đối với đàn chó trên thì là trại đang giao bán đực là 5 triệu rưỡi, còn cái là bên em là bán 4 triệu rưỡi. Giá trên vẫn như các video cũ, ở miền Bắc thì là em miễn phí ship, còn đối với ở các miền khác thì bên em sẽ hỗ trợ ship cho anh chị em làm nhằm giảm về chi phí ship. Các bạn ý thì mang màu đỏ rất là trên lưng, nói chung là khá năng động và khá lắm mồm, nồng ná thì rất sạch sẽ. Đó. Anh chị em mà ở gần thì qua trại em, còn đối với anh chị em mà ở xa không qua được thì vui lòng kết bạn Zalo, em sẽ gửi thêm video clip hình ảnh cho toàn thể anh chị em xem. Anh chị em xem kênh cho em xin một nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo với những bạn cùng khác. Kết thúc video, em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em.